Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video chữa đề B1 format năm 2020 của Trung tâm Anh ngữ Detour. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với phần reading part 1 từ câu 1 đến câu 5 trong phần reading. Và trong phần này các bạn sẽ phải làm những việc gì? Đầu tiên, các bạn sẽ phải look at the text in each question. Các bạn sẽ phải nhìn vào những cái text trong từng câu hỏi một. Vậy các text đó là gì? Text đó có thể là một email hay là một cái warning hay cũng có thể là một cái mẫu quảng cáo hay là thông báo. Sau khi các bạn đọc hết một text thì các bạn sẽ phải trả lời câu hỏi What does it say? Nó nói về cái gì? Và các bạn sẽ nhìn vào ba phương án A, B, C. Đâu mới là cái nội dung mà cái text nó nhắc đến? Như các bạn thấy trong năm 2020 thì trên đề sẽ không còn phần example như các năm trở về trước. Ok, trước khi trả lời các câu hỏi này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bằng một ví dụ sau. Nội dung của bức thư như sau: Dear Mary, we are having a great time in Rome. There are so many beautiful buildings. We have walked for hours every day, seeing all the famous places. See you when we get home, Sally. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào các phương án nào. A. Mary, we meet Sally in Rome. Meet Sally in Rome is wrong. Câu này sai đúng không ạ? Chúng ta có trong nội dung bức thư là see you when we get home, gặp bạn khi chúng ta gặp bạn ở nhà. B. Sally got tired of walking Rome. Trong đề bài người ta chỉ nói là walked for hours every day. Người ta không nhắc đến là việc mệt mỏi hay không. Đây là cái nội dung người ta không đề cập đến. Vậy nên ý B này cũng là ý sai. Và ý C chúng ta sẽ là ý đúng. Sally has done a lot of sightseeing. Cái thông tin chứa đó chính là gì ạ? Seeing all the famous places. Trong đề thi năm 2020, các bạn sẽ chỉ có 45 phút cho phần thi reading này thôi. Và cái lượng thời gian tối đa mà các bạn nên dành cho cái part 1 này là 5 phút. Có nghĩa là chúng ta sẽ dành mỗi phút cho một câu. Vì đây là phần dễ nhất nên các bạn cố gắng đừng mất điểm cho phần này nhé. Ok, bây giờ các bạn sẽ dành 5 phút để làm video này nhé. Các bạn viết kết quả ra giấy và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau check lại đáp án.
Ok, here we go for the corrections. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem check đáp án nhé. Tất cả các học sinh đều được mời đến tham gia buổi kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Hãy thông báo cho giáo viên của bạn nếu bạn có thể cung cấp bất kỳ refreshments. Ở đây là người ta đang nhắc đến là đồ ăn thức uống cho cái dịp này, occasion. Thank you, Mrs. Long. Bây giờ chúng ta cùng xem các đáp án nha. Phương Anna này sai bởi vì nó nói rằng các học sinh nên nói với giáo viên rằng liệu họ có thể tham gia hay không. Ok, rõ ràng là sai bởi vì tất cả học sinh đều được mời. B, Mrs. Long nói rằng đồ ăn thức uống sẽ được cung cấp. Cái này cũng sai bởi vì trong này người ta không hề đề cập. Vậy đáp án C mới là đáp án đúng. Trường học muốn biết rằng đồ ăn thức uống gì mà học sinh có thể mang đến bữa tiệc này, đúng không ạ? Nó phù hợp với cái câu inform teacher if you can provide any refreshments. Ok, next, câu 2. Làm nóng súp trong lò vi sóng trong vòng 3 phút. Warning, chú ý rằng có lẽ nó sẽ rất là nóng đó. Cái nhãn mác này đang khuyên mọi người rằng chắc chắn rằng món súp đủ nóng. Cái này sai đúng không ạ? Không hề nhắc đến. Ý B, avoid burning themselves. Đúng rồi, phương án đúng của chúng ta đây. Tránh tự làm bỏng mình. Đây người ta nói trong phần warning đúng không ạ? Maybe very hot. Nóng nên là có thể dẫn đến bỏng, đúng không ạ? Nếu chúng ta không cẩn thận. Ý C, eat the soup cold if they wish. Đây là cái phần mà người ta không hề nhắc đến trong cái câu 2 này. Còn câu 3, đáp án của chúng ta sẽ là phương án B. Người ta nói rằng vận chuyển miễn phí khi bạn order 3 or more, có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng 3 pieces, là nếu bạn đặt nhiều hơn, tức là từ 3 trở lên. Câu A là gì ạ? Get a free pieces by more than 3. Trong này người ta không hề nói đến là mua 3 tặng 1 đúng không? À sai. Ý B, mua ít hơn 3 phải trả tiền phí vận chuyển. Chính xác rồi. Ý C thì sao? Order a pizza, mua một cái pizza được vận chuyển miễn phí. Cái này là hoàn toàn sai. Chúng ta phải mua từ 3 cái trở lên. Câu 4 của chúng ta là một cái thông báo trong trường học. Học tốt hơn, chơi tốt hơn, get healthy, và quan trọng là phải sống lành mạnh. Choose fresh, not fried food. Nào, cái thông báo này nó nói cái gì đây ạ? Cái thông báo này chắc chắn là IA rồi. Encouraging students to make healthy choices, khuyến khích học sinh là đưa ra các lựa chọn lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Chỗ nào là thể hiện encouraging? Chính là từ choose. Ý B, người ta nói rằng warning là cảnh báo về cái tác hại của một bữa ăn không lành mạnh. Ok, trong này người ta không nói về... Ok, trong này các bạn thấy là người ta không nói về là nếu bạn ăn không lành mạnh thì bạn bị làm sao, các bạn bị béo phì hay là thế nào đó. Trong này người ta không hề nhắc đến. Vậy ý B là sai. Ý C, forbidding eat fried food, cấm học sinh không được ăn đồ chiên rán. Vậy thì rõ ràng IA phù hợp hơn. Bởi vì forbid ở đây chính là từ cấm, nó bằng với từ ban hay là prohibit. Đó. Tuy nhiên trong đề các bạn thấy là người ta dùng từ choose, lựa chọn, có nghĩa là người ta chỉ khuyên các bạn thôi, khuyến khích các bạn thôi, chứ người ta không hề cấm. Ok, 5. Đây là một bức thư của Molly gửi cho Eric, nội dung như sau. Bạn có thể gửi cho tôi cái công thức của mẹ bạn cho cái món bánh sô-cô-la. Ngày mai là sinh nhật của Maya và tôi muốn nướng một chút bánh và mang chúng đến trường. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ thích chúng. Rồi, vậy thì Molly muốn Eric làm gì? Ask his mom to make cake. Ok, cái này chắc chắn là sai rồi. Yêu cầu mẹ của anh ta là làm một vài chiếc bánh. Cái này sai đúng không ạ? Ý B hỏi rằng liệu anh ta có nghĩ rằng Maya thích cookie hay không? Cái này cũng là sai đúng không? Ý C mới là ý đúng. Email instructions, cái là gửi cái hướng dẫn, những cái công thức cho cái món cookie của mẹ của bạn. Đó, vậy thì ý C này chính là đáp án đúng. Nó tương đương với việc send me your mom's recipe. Ok, vậy là chúng ta đã cùng nhau giải quyết xong 5 câu trong phần Reading Part 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!